Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa bài tập ở trong khóa tổng ôn ngữ từ vựng ngữ pháp của chúng ta. Nó là bài tập của ngày thứ 5 tuần số 6. Cô sẽ có này, bài tập của chúng ta là bài tập về phát âm trọng âm đúng không ạ? Chúng ta sẽ có này, tiếng Anh của chúng ta là âm á đúng không ạ? Phone của chúng ta là o, stone của chúng ta là o. Vậy câu 1 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý a. Xong câu số 1 chúng ta sẽ có câu số 2, ý a like I đúng không ạ? Live E. Vậy cô sẽ chọn được câu số 2 của chúng ta, đáp án là ý C. Câu số 3 chúng ta sẽ có này, ý B chúng ta đọc đấy là hear ear, rear ear đúng không ạ? Còn ý D là swear. Cô sẽ chọn được câu số 3, đáp án là ý D. Câu số 4 ý A đọc là ancient, âm đấy của chúng ta là âm A. Educate A đúng không ạ? Stranger A. Thế còn ý D đọc là transfer A bad. Cô sẽ chọn được câu số 4, đáp án là ý D. Câu số 5, occur, âm đấy của chúng ta là âm out, star out, đúng không ạ? Country á. Thì cô sẽ chọn được câu số 5, đáp án là ý C. Câu 6, với cách phát âm của đuôi D, câu 6 chúng ta sẽ chọn đáp án là ý A. Câu số 7 của chúng ta, theo cách phát âm của đuôi D, chúng ta sẽ chọn được câu số 7, ý D. Câu số 8, chúng ta sẽ có là với cách phát âm của đuôi D, câu số 8 sẽ chọn đáp án là ý D. Xong câu số 8, nhưng mà sẽ chuyển được cô sang câu số 9 của chúng ta. Câu 9 của chúng ta, cô sẽ có từ wiki của chúng ta là trường hợp đặc biệt của đuôi D, chúng ta sẽ chọn được câu số 9 là ý A. Câu số 10 của chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý D. Xong xin mời sẽ chuyển cho cô sang bài tập số 2 của chúng ta. Bài tập số 2 của chúng ta đó là bài tập về phần trọng âm. Thì bài tập trọng âm của chúng ta là bài tập khá là dễ đúng không ạ? Các bạn thân mến, là hôm qua các bạn đều theo dõi cô chữ đề minh họa thì các bạn thấy là cái bài tập phát âm và bài tập trọng âm ở trong đề minh họa thì rất là dễ và các bạn dễ dàng có thể lấy được 4 điểm, 4 câu cái phần bài tập trọng âm và phát âm đó nhá. Chúng ta sẽ có này. Các bạn theo dõi cho cô này, cô sẽ có câu sau này. Ý A chúng ta sẽ có những từ của đuôi A, G, E trọng âm dịch chuyển 3 âm tính lên, vậy cô sẽ có immigrate trọng âm dầm tiết đầu. Thì là tiếp theo cô sẽ có này. Ý B của chúng ta đúng không ạ? Ý B cô sẽ có là xem là emigrate. Thế còn ý C của chúng ta sẽ như ý C có đuôi ATA. Advocate cũng sẽ rơi vào âm tiết đầu đúng không ạ? Thế còn ý D inhabit. Inhabit của cô chúng ta sẽ là động từ 3 âm tiết không rơi âm tiết đầu. Vậy còn have và bit. Have của cô là bad, bit là y, vậy nó sẽ rơi vào âm tiết đầu của cái từ habit nhưng thứ hai của từ này. Từ đó cô suy ra được câu số 1, đáp án của chúng ta là ý D. Xong câu số 1 xin mời sẽ chuyển cô sang câu số 2 của chúng ta. Câu số 2 cô đọc tới là contrary. Cô sẽ có đầu tiên của cô là ơ, không rơi vào ơ, nó rơi vào pha âm tiết thứ hai. Chờ tiếp này cô có inflate, động từ 2 âm tiết thôi nên nó không thể dịch 3 âm tính đuôi lên được. Vậy cô sẽ có âm thứ hai cô đọc là âm A, vậy nó cũng sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Tiếp này cô sẽ có ý B đọc là comfort. Đầu tiên của cô là on, thứ hai là ơ, không ơi rơi vào ơ, nó sẽ rơi vào đầu. Câu số 2 cô sẽ có đáp án là ý B. Câu số 3 của chúng ta biology, y dài dịch 3 âm biology. Dịch bao nó rơi vào o âm tiết thứ hai đúng không ạ? Environment rơi vào vai nguyên âm đôi âm tiết thứ hai. Geography rơi vào o âm tiết thứ hai. Y dài dịch ba âm geography dịch ba âm lại nó rơi âm tiết thứ hai. Từ đó cô suy ra được câu số 3 của chúng ta đáp án là ý D. Những từ có đuôi ic trọng âm rơi vào trước âm đó scientific rơi vào t âm tiết thứ ba. Câu số 4 chúng ta sẽ có ý a có đuôi ata estimate ata dịch ba âm rơi vào âm tiết đầu đúng không ạ? Ý B có đuôi EOS cho âm rơi vào trước âm đó, bây giờ thì âm tiết thứ hai. Ý C có condition cho âm rơi trước sân dập pro âm tiết thứ hai. Từ đó cô suy ra được câu số 4, đáp án của chúng ta sẽ là ý A. Đó, câu 4 sẽ là ý A nhé. Xong câu số 4, xin mời sẽ chuyển cô sang câu số 5 của chúng ta. Câu số 5 của chúng ta đó là phần về từ ghép, đúng không ạ? Câu số 5 chúng ta sẽ là phần về từ ghép này. Ê, trong cái phần từ ghép này các bạn phải nhớ lại cho cô xem là về cơ bản, đúng không ạ? Về cơ bản thì là những từ mà hai từ ghép với nhau thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu nhá. Thì cô sẽ có này, câu số 5 từ draw back, từ ghép của từ draw và từ back, vậy trọng âm sẽ rơi vào draw. Được không ạ? Tiếp này chúng ta sẽ có tiếp theo cô sẽ có câu tiếp theo của chúng ta. À từ tiếp theo cô sẽ có từ greenhouse, ghép của green và house nó sẽ rơi vào từ đầu green. Thì cô sẽ có từ my với từ set, đúng không ạ? Từ my với từ set chúng ta sẽ có xem là nếu như my với set thì trọng âm nó sẽ rơi vào từ đầu. Thì cô sẽ suy ra được câu số 5 đáp án là ý D. Xong câu số 5 xin mời sẽ chuyển cô sang câu số 6 của chúng ta. Dạ, câu 5 ý D nhá. Xong câu số 5 xin mời sẽ chuyển cô sang câu 6 này. Có từ template cho âm sẽ rơi vào âm tiết đầu, đúng không ạ? Media cũng là âm tiết đầu. So đuôi io cho âm dưới trước âm đó cũng rơi âm tiết đầu. Từ đó cô suy ra được câu số 6 ý D. Câu số 7 ghép của hai từ với nhau từ news và từ paper cho âm rơi vào từ đầu. Smartphone ghép của hai từ với nhau cho âm rơi vào từ đầu. Assert
Cô sẽ có e với ơ cho âm rơi vào từ đầu. Từ đó cô suy ra được câu số 7 đáp án là ý đê, divide cho âm rơi vào var âm tiết thứ hai. Computer, âm đầu tiên của cô là ơ, âm cuối là ơ, âm giữa của cô là u cho âm rơi vào tiết thứ hai, đúng không ạ? Y dài dịch bám technology rơi nó âm tiết thứ hai. Ý xe mergerin. Vậy đương nhiên nó phải rơi ở gin âm tiết thứ ba rồi. Vậy từ đó cô suy ra được câu số 8 đáp án là ý C. Câu số 9 này cô sẽ có television là từ đặc biệt cho âm rơi âm tiết đầu. Socialize, dịch ba âm nó cũng rơi vào âm tiết đầu. Communication, duration cho âm rơi trước âm đó. Communicate âm tiết thứ tư, từ đó cô suy ra được câu 9 ý D. Câu số 10 cô sẽ có này. Chờ câu số 10 cô sẽ có từ xem nào. Digital, đuôi O không ảnh hưởng, còn D và G đều là ngắn hết, nó rơi vào đầu. Entertain rơi vào ten vì anh này là nguyên âm đôi, đúng không ạ? Intellect rơi vào âm tiết đầu, từ đó cô suy ra được câu số 10 đáp án là ý B. Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài hôm nay của chúng ta. Nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc gì, các bạn hãy comment dưới bài viết trong nhóm của chúng ta nhé. Xin chào và gặp lại các bạn ở video ngày mai.